chào quý vị các bạn. Hôm nay Lai Chavo chia sẻ cho quý vị và các bạn cái cảnh buổi tối của thành phố Nha Trang nha quý vị. Đây là cái cảnh gần chỗ hội trường nha quý vị. Hội trường, quảng trường nè. Rất là đông đúc và nhộn nhịp quý vị. Đó. Thì thấy đông vui không? Đây quảng trường nè. Gần sát biển này, hôm nay gió mát rất là thoải mái. Đó, khách du lịch cũng như người dân Nha Trang là họ đi dạo ở quảng trường rất là đông ngày hôm nay quý vị. Xe để dọc đây cũng rất đông nè. Trẻ em rồi họ chơi, trẻ em rồi người dân rồi khách du lịch họ dạo trên quảng trường gần chỗ Thác Trầm Hương rất là đông đúc nhộn nhịp. Và đây là cái cảnh con đường Trần Phú. Ở mé bên kia là cái hội trường đó, người ta cũng chụp ảnh quá trời kìa. Có khách du lịch họ bên đó là chụp ảnh luôn rồi. Tuy khách du lịch Trung Quốc và Hàn Quốc không còn ở Việt Nam, không còn ở Nha Trang nữa, nhưng mà giờ lượng khách Nga rất là đông quý vị. Mấy ngày nay là khách Nga đổ về Nha Trang đông lắm. Đó. Nay quý vị ra đường là thấy khách Nga rất là nhiều. Quý vị thấy quảng trường đông vui ghê không? Giờ mình đi quẹo qua bên đường Nguyễn Thị Minh Khai vậy nha quý vị. Đây. Đây quảng trường nè. Quảng trường nè. Đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai nè. Cảm giác thấy hình như là nay người dân cũng ra đường nhiều hơn rồi quý vị. Người dân ra đường nhiều hơn rồi, đi dạo nhiều hơn rồi. Các vị thấy khách Nga dạo trên dọc vỉa hè trên đường Nguyễn Thị Minh Khai không? Đây Nguyễn Thị Minh Khai đấy các vị. Đó, khách du lịch nè. Thời tiết Nha Trang nay bắt đầu nắng nóng trở lại rồi các vị. Nhưng mà buổi tối đi dạo ra ngoài đường là mát lắm. Cho nên là người dân họ ở nhà nó hơi nóng cho nên họ đi ra đường. Ngay chỗ đây là góc đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Hùng Vương rồi các bạn. Có quán hải sản biển mặn này cũng có khách Nga họ ăn này ha. Khách Nga họ đi dạo dọc vỉa hè nè. Nay đi dạo phố ban đêm có vẻ nhộn nhịp trở lại rồi, cảm giác vui vui hơn quý vị. Mấy bữa quán he à, ở đây lượng khách Nga đã tăng rồi. Rồi chỗ đây ngay góc đường Nguyễn Thiện Thuật với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Giờ mình quẹo qua đường Nguyễn Thị Tùng thử nha quý vị. Khách du lịch đi dạo vào ban đêm rất là nhiều, đặc biệt là khách Nga. Đây là đường Nguyễn Thiện Thuật phải vậy. Không khí về đêm cảm giác vui vui, rất là mát. Thời tiết Nha Trang nay là ban ngày là nắng, ban đêm là mát, có gió, rất là tuyệt vời. Đã đông vui trở lại. Khách Nga này đã chiếm lĩnh thị trường du lịch của Nha Trang rồi.
phố cũng là toàn khách Nga mà ra biển cũng là toàn khách Nga. Đó. Rất là đông. Lượng khách về là khá ổn định các bạn ơi. Một tin vui cho ngành du lịch Nha Trang. Ổn định. Ở mấy quán hải sản này khách Nga rất là đông rồi không? Đó rồi. Đây. Dài này mình thấy khách Nga đi nhiều không, nhiều quá ngon rồi. Đi ra đường như thế này mới có không khí, đó là thành phố biển, thành phố du lịch, thành phố Nha Trang. Dạo về đêm nhộn nhịp đường phố chỗ này khách Nga cũng đông rồi, rồi. Nhà hàng này ha, có rồi khách Nga nhiều kín bàn đó rồi đó. Thấy vui chưa, khởi sắc rồi. Thì theo thông tin thì du lịch Nha Trang cũng đang có cái chính sách là sẽ kích cầu ngành du lịch nội địa nữa rồi. Đây. Đó, khách nghe họ ăn ở nhà hàng này đông ghê. Ồ, ra đường khách nghe không rồi, vui quá. Muốn tỏ là Nha Trang là một nơi điểm đến lý tưởng. Nha Trang là một điểm đến lý tưởng và an toàn. Khách du lịch họ tin tưởng họ đến đây. Khách Nga và khách Nga họ ra đường là họ không bao giờ đeo khẩu trang đâu rồi. Mình sẽ quẹo qua con đường Trần Quang Khải đó rồi. Đường Trần Quang Khải này khách du lịch đi cũng rất là đông. Cây này mua bán trái cây rất là nhộn nhịp nè vị ha, quay quý vị xem rồi đó. Đó mới quay trái cây chỗ hẻm Nguyễn Trần Quang Khải này rất là đông rồi. Này đúng mùa luôn. Mùa hè rồi khách Nga là họ qua Nha Trang là họ thích lắm. Đang chém. Đó, mới quay trái cây này buôn bán khởi sắc trở lại rồi đó. Đó khách Nga họ mua trái cây rất là đông. Ui xoài quá trời xoài luôn, thanh long. Rất chi là đông vui. Đông rồi các bạn. Cái cây chỗ này cũng rất là đông rồi. Đó, xe con để dọc hết trên con đường Trần Quang Khải rồi luôn. Chắc chắn là những ngày tiếp theo là khách Nga sẽ tới Nha Trang nhiều hơn nữa. Tại mùa này bắt đầu là mùa hè rồi, khí hậu rất là tuyệt vời. Khách Nga là họ rất thích cái nắng của Nha Trang và buổi trưa là họ ra biển là họ tắm nắng nhiều lắm, đông nghẹt luôn quý vị. Biển mấy ngày nay là đông nghẹt luôn, còn buổi tối lại mát nữa chứ, tối gió rất là mát. Bây giờ là đi trên con phố Tây của thành phố Nha Trang vào ban đêm là nghe rất là nhộn nhịp. Giờ mình dạo ra con đường Trần Phú nha các bạn. Ở đây Vincom ngay góc chỗ đường Trần Quang Khải nè.
mời quý vị đi dạo ra đường Trần Phú nha. Bắp tôm quá. Xe Linh Club này vậy. Buổi tối khách nghe là họ ngồi ngay chỗ Xe Linh Club hóng ra biển nhiều lắm. Ngồi đó hóng gió biển, uống bia. Rồi ý tưởng luôn. Đó, về kêu xem bên phía bên kia đường nha. Chưa được đường khách nghe đi rất đông. Đó, mấy quán hải sản cũng có khách ăn nhiều rồi. Nhập đây mấy quán hải sản nhiều. Khu phố Tây đã nhộn nhịp trở lại. Giờ ra biển cũng đông luôn rồi. Biển. Công viên là bờ biển rồi. Đây đường biệt thự nữa rồi. Đường biệt thự cách ngang đường Trần Phú rồi. Đây là Mường Thanh Center này. Đây khách sạn Mường Thanh Center này. Nay buổi tối đi dạo thành phố gió mát. Đông vui.